Hậu kết hôn, Diệu Nhi khiến fan thích thú khi khoe điều đặc biệt liên quan đến anh Tú. Story của Diệu Nhi nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Ngày 10 tháng 10, Diệu Nhi, anh Tú chính thức nên duyên vợ chồng trong sự chúc phúc của toàn thể người hâm mộ, bạn bè và người thân với một đám cưới cực hoành tráng diễn ra tại Phan Thiết. Mọi thông tin của lễ cưới sau đó vẫn liên tục được netizen chia sẻ rầm rộ, trở thành chủ đề bàn tán trong khoảng thời gian dài. Mới đây, Diệu Nhi đã bất ngờ đăng tải lên Facebook cá nhân khoảnh khắc khoe nhan sắc trong lúc làm việc. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng vui vẻ chia sẻ với người hâm mộ về sự thay đổi của ngôi nhà, kèm theo đó là dòng trạng thái: nhà này thành studio à, thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Cụ thể trong ảnh Diệu Nhi đăng tải, cô hào hứng chia sẻ về sự thay đổi của ngôi nhà, đó chính là việc biến nhà thành phòng làm việc. Theo đó, nữ diễn viên gốc Bình Thuận cũng vô cùng tự tin khoe gương mặt mộc với nhan sắc ngày càng thăng hạng khiến netizen mê mẩn. Thế nhưng, trong story của mình, Diệu Nhi khiến netizen vô cùng thích thú khi khoe điều đặc biệt liên quan đến anh Tú. Sự chú ý của người hâm mộ nhanh chóng đổ dồn vào chiếc ốp lưng điện thoại mà cô dùng để selfie. Có thể thấy, hình ảnh được in trên ốp điện thoại của Diệu Nhi chính là bức ảnh ghi lại khoảnh khắc anh Tú đèo người đẹp 9X đi lãnh giấy chứng nhận kết hôn vào tháng 8 vừa qua. Khoảnh khắc đáng nhớ này được cô lưu giữ bằng cách in lại một cách tỉ mỉ và chính xác ở từng chi tiết nhỏ. Việc nữ diễn viên hài in ảnh ngày trọng đại lên ốp điện thoại để có thể luôn mang theo bên người theo khiến người hâm mộ không khỏi tan chảy trước sự ngọt ngào quá đỗi này. Sau 7 năm yêu nhau, câu chuyện tình yêu và lễ cưới đầy ngọt ngào, hạnh phúc của cặp đôi anh Tú Diệu Nhi khiến cư dân mạng không khỏi hâm mộ. Nói về tình cảm của mình dành cho vợ, anh Tú đã bật khóc ngay trong hôn lễ. 7 năm qua, hai đứa con đã cố gắng rất nhiều, cùng nhau phấn đấu để tạo nên tương lai tốt hơn. Giờ con không biết nói gì hơn, cuối cùng, con cũng đã có vợ. Trước giờ, anh chưa hứa với em điều gì. Hôm nay, anh rất vui vì tổ chức được lễ cưới như mong muốn. Anh mong từ nay về sau, đến khi ra đi, mình vẫn bên nhau và anh lúc nào cũng có em bên cạnh. Hậu kết hôn, Diệu Nhi vẫn chứng minh được độ chăm chỉ của mình khi thường xuyên góp mặt tại các sự kiện, tham gia quay hình game show một cách rất đều đặn. Hiện tại người hâm mộ vẫn đang rất mong chờ những dự án điện ảnh của nữ diễn viên trong thời gian tới.